Sí. Cháu nghỉ làm mất nửa tháng ấy. Tùng thơm. Rất giống cây kim sa tùng. Cây này hay sa núi hay. Rất nhiều cây nhỏ nhỏ hay sam núi. Sam núi. Một cây sam núi nữa. Cây này là cái du hay cái gì cô nhỉ? Đây là cây chân trâu. À chân trâu, nhìn lá như lá du á. Chân trâu. Cứ như là du lá nhỏ, chân trâu. Lần đầu tiên nghe cây này, không biết cây này. Hay đấy. Nhiều cây quá, không biết hết được. Cái xì nó dài ghê. Quá dài. Đây là cây đấy, trắng hoa. Vâng. Nó vừa mới qua một lứa. À. Nó vừa mới qua một lứa hoa. Ừ, bây giờ đang bảo đây. Đây dài ghê. Đang nói chuyện cây linh san. Lấy mày gọi điện cho tao hay à? Không. Cháu không. Hỏi mấy cháu lâu cháu có biết đâu, nay mới ra. À, thế vậy thì chắc chẳng qua nữa đâu. Cái con qua nó chưa. Đừng to. Cái quýt này mới giá trị. Vâng. To chứ. Mới có hả cô? Đây, cái mua ông nào chơi này, cái này đã. Vâng. Nhìn về thế mà khỏe cây. Khỏe mà to này. Quá, cái to. Đấy, nói chuyện cây kim quýt. Cây này đang bảo bao tiền đấy cô? À? Cây này đang bảo bao tiền? 4 triệu. To, bình như nào. Đây đẹp đấy. Đẹp, tay tám. Tao bán vãn rồi, hôm viên vừa mấy viên vừa lên toàn hàng đẹp. Vâng. Còn tùng này là tùng thơm đấy, tùng dưới mũi này. Hai cây cũng hiếm lại rồi. Vâng.
nhịp quế nhỏ nhỏ. Chưa bạn. Đây, mặt sau của cái gốc cây gần. Vâng. Bỏ gốc này kinh khủng thật. Ấy có tiền chơi mấy củ ấy. Đây, cây cần thăng mà vừa tôi vừa bảo mặt sau này. Hay lắm. Cây cần thăng này đẹp. Chắc chắn là phải làm thêm rồi nhưng mà khá hay rồi. Có cái tay buông ra khá hay. Tay vươn xa là cây phóng này khá hay. Nhưng chắc chắn là phải làm thêm rồi.
quá rẻ. Vâng. Vâng, vâng. Còn xong Văn Yên. Đấy, xì cho dài của anh thôi. Quay lại cái cây kiếm quýt này để kết thúc này. Rồi, các bác nào muốn biết chi tiết giá ở từng cây thì hỏi tôi nhé. Chứ nhiều cây quá tôi không hỏi hết được. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.